Nguyên Audio chuyên âm thanh hàng bãi và đài cassette cổ xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê đài cassette cổ trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay tiếp tục lại rất vinh dự được giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đài cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là chiếc đài của hãng Nationa C100 thưa quý vị. Một chiếc đài phải nói là đẹp nhất Việt Nam chúng ta. Hôm nay về tiếp tại cửa hàng Nguyên Audio, hàng đấu giá bên siêu thị Nhật Bản về quý vị nhé. Để mà kiếm được một chiếc đài này thì cũng không hề dễ một chút nào đâu quý ạ. Nguyên Audio dám khẳng định cho quý vị và các bạn là chiếc đài này mới nhất Việt Nam. Không có chiếc nào mới như chiếc đài này, bởi vì chiếc đài này về tại cửa hàng thì chưa có một vết xước nhỏ, kể cả những cái vết xước lông mèo quý vị nhé, cũng chưa có đâu ạ. Đây thưa quý vị, đây là trên nóc của nó này và tất cả bên dưới này, những cái núm nút quý vị có thể soi gương được, những cái viền loa này chúng ta có thể soi gương được. Và chiếc hàng này thì là hàng tồn kho ở bên siêu thị Nhật về. Hàng gần như là chưa sử dụng quý vị nhé, hàng chưa sử dụng nên là nó mới còn được mới như thế này, hàng nội địa của Nhật Bản. Nên là chúng ta sử dụng điện 100V. Quý vị muốn xài chiếc đài này chúng ta chơi thì chúng ta chỉ thêm một cái đổi nguồn là 100V thôi quý vị nhé. Rất là đẹp, phải nói chiếc đài này phải nói là rất là đẹp. Những cái núm nút của nó đây là màu vàng gôn đấy quý vị nhé, màu vàng gôn đấy, màu vàng gôn rất là đẹp. Và loa thì là loa màu trắng, nón nhôm, loa rất là to. Sử dụng một chiếc loa bát 16, một chiếc loa bát 16 và một chiếc loa chép giấy cũng là màu trắng. Viền chỉ thì bằng mạ cờ lôm rất là đẹp, rất đẹp quý vị nhé. Hàng Nationa thì nó rất là nổi tiếng rồi. Và Nguyên Audio cũng bán cũng rất nhiều chiếc đài Nationa, những cái model khác nhau. Như chiếc này thì phải nói là rất là đẹp, rất là nặng quý vị ạ, phải nói rất là nặng. Nặng mười mấy kg đấy ạ. Nguyên Audio cũng cũng không cân đâu, nhưng mà chiếc đài này thì nó nặng hơn hẳn những cái chiếc đài khác quý vị nhé. Nó chạy một cửa băng này, một cửa băng cassette và radio AM và FM. Tần số của nó 108 và có đường Line-N. Line-N để cho quý vị kết nối TV, điện thoại, laptop, máy tính. Và có đường phono để cho quý vị kết nối những cái phono thì sử dụng đĩa than, chúng ta kết nối máy đầu máy đĩa than vào cũng được. Chất âm của chiếc đài này thì rất là hay rồi. Nó có vi tinh chỉnh bộ EQ đây ạ, bộ có dàn EQ đây để cho quý vị và các bạn chúng ta chỉnh bát trung chép, và có cả lau nớt quý vị nhá, lau nớt này, CTA này, có rất nhiều các chế độ để cho quý vị và các bạn chúng ta chỉnh âm thanh, và có cả lưu bài là nhớ bài đi quý vị nhá. Đây có cả nhớ bài đây ạ. Một chiếc đài phải nói cũng đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm. C100 của hãng Nationa cũng không có nhiều ở thị trường Việt Nam chúng ta đâu, cũng rất là ít đấy ạ. Và đặc biệt chiếc đài này cũng có một cái điểm khá là bắt mắt, khá là đẹp. Đó là cái bộ dàn đèn nháy ở trên này. Dàn đèn nháy hiển thị công suất đây quý vị nhé. Đấy, dàn đèn nháy hiển thị công suất đây. Tí nữa Nguyên Audio sẽ test các cái chế độ để cho quý vị và các bạn thì nó nhẽ nháy theo những cái điệu nhạc. Rất là đẹp đấy ạ. Và bên dưới thì có những lỗ cắm mic đây. Những lỗ cắm mic này thì bây giờ chúng ta cũng không sử dụng đến đâu quý vị nhé. Chủ yếu là chúng ta nghe băng cassette này, radio, và chúng ta trưng bày trang trí gia đình nhà chúng ta để chúng ta ôn lại cái kỷ niệm ngày xưa, những cái thời ngày xưa mà chúng ta không mua được quý vị nhé. Và để trước khi vào test chiếc đài Nationa C100 này thì Nguyên Audio cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn. Cửa hàng đang bán với giá 17.200.000 đồng, không bao cước phí vận chuyển. Và Nguyên Audio thì cũng vẫn giao hàng toàn quốc cho quý vị. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ cho Nguyên Audio số máy là 0988 036 068 hoặc kết nối Zalo 0358 237 899. Nguyên Audio sẽ test trực tiếp cho quý vị và các bạn, quay video trực tiếp và chụp những cái góc cạnh, tất cả mọi chi tiết của chiếc đài Nationa C100 này cho quý vị và các bạn. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test cái chức năng cassette là đầu tiên, băng cassette. Cũng thông báo cho quý vị và các bạn chúng ta cái kích thước chiều ngang của chiếc đài này là 70 nhé quý vị nhé. Tầm 70 và cao 25, sâu thì của nó là gần 20, sâu tầm 18 19 gì đó quý vị nhé. Audio sẽ test là bằng cassette này. Dễ dàng di chuyển đến các khu nội ngoại.
Đấy, có cái sàn đèn nháy thì rất là đẹp. Tiếng ở chiếc đài này thì rất là ấm, rất là trầm ấm quý vị nhé. Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ dịu hồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển. Ơn tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng những lùa sao. Loa của nó thì rất là to nên là tiếng của nó rất là hay. Lại em càng hình tráng giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành cho ta, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người người. Khi ta tạm dừng đã. Và Nguyên Audio sẽ test là radio cho quý vị nhé. AM và FM thì full chức năng 108 này. Chắc cỡ cũng phải 15-20 phút chúng ta mới có thể đi qua được nút giao này Lê Duẩn Giải Phóng. Theo veo. Các hướng các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ rất đông. Chào ông, dạo này là ban phát quá, xây biệt thự to thế mới xứng tầm đại gia như ông chứ. Xây nhà vất vả lắm ông ơi, bao nhiêu tâm huyết của mình mà giờ còn thiếu mỗi một khâu là chọn nhôm thôi mà tôi vẫn chưa. Nguyên Audio sử dụng điện thoại quay nên là nó cũng không thể nào mà chúng ta nhìn mới bằng thực tế đâu quý vị nhá. Chúng ta nhìn thực tế thì cái kính này quý vị này, cái kính này thì nó trong veo. Đấy, nó trong vắt luôn. Và đây là Nguyên Audio sử dụng quay bằng chiếc điện thoại bình thường thôi nên là chúng ta không thể nhìn nó nét bằng cái thực tế chúng ta nhìn trực tiếp được quý vị nhé. Star cho các công trình dự án lớn như thế thì tôi yên tâm quá rồi. Tôi sẽ alo ngay cho hệ thống phân phối của nhôm Dino Star. Cảm ơn ông nhé. Nhôm Dino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp. Này ông, nhân sự công ty gọi vào phát khẩu trang nano bạc kháng khuẩn của Hanvico và phát luôn cho phòng mình mang đi. Rất là hay quý vị nhé. Xin được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Chúng ta hãy đăng ký kênh của Nguyên Audio để nhận được những video mới nhất và nhanh nhất và chính xác nhất. Xin chân thành cảm ơn.